Đội thợ lặn của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ hôm 22 tháng 8 đã tìm thấy một số thi thể bên trong các khoang của khu trục hạm Hoa Kỳ đã va vào một tàu chở hàng gần Singapore, theo lời chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tàu USS John S. McCain và tàu chở dầu Arctic MC va chạm hôm 21 tháng 8, trong khi tàu chiến Mỹ chuẩn bị tiến vào Singapore trong một chuyến cập cảng thường lệ, gây ra lỗ thủng lớn bên thân tàu và tình trạng ngập bên trong tàu, kể cả trong khoang giường ngủ của thủy thủ đoàn. Theo Reuters, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Scott Swift nói rằng một cuộc tìm kiếm và cứu hộ quốc tế đã phát hiện một số thi thể và rằng việc tìm kiếm rộng hơn đối với 10 thủy thủ bị mất tích vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi nào hết hy vọng. Vị chỉ huy này nói thêm rằng chính quyền Malaysia thông báo có thể đã định vị được một số có thể là thi thể và rằng họ đang tìm cách xác minh và nhận dạng những thi thể này. Ông Swift không nói rõ bao nhiêu thi thể đã được tìm thấy. Đô đốc Swift nói thêm rằng vụ va chạm hôm 21 tháng 8, tai nạn lớn thứ tư của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong năm nay, không thể được xem xét riêng rẽ với các vụ còn lại. Ông cho biết tiếp rằng các cuộc điều tra tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của các sự cố này